Để em giới thiệu với anh em nha. Đây em giới thiệu với anh em với trước khi em chui tôi nha anh em. Giới thiệu với anh em trước khi chui tôi. Trước khi chui tôi. Để em lát em chùi cái nó đèn anh em không thấy. Đây là cái cúc số của anh Đỗ Quốc Hoài. Anh Đỗ Quốc Hoài số điện thoại anh đây nha. Đỗ Quốc Hoài ở Hưng Yên. Đỗ Quốc Hoài ở Hưng Yên nha anh em. Anh em nào có nhu cầu làm phục hồi cục khúc sốt đây thì anh em chờ thấy không à, của anh khách anh gửi em, lý do anh mua không có thế nào đấy anh gửi em à, đây phục hồi băng phục hồi anh em đây, em đang chuẩn bị chui tôi cho em quay cho anh em xem luôn này. Đây em phục hồi băng nha anh em. Đây, anh em xem hài lòng không? Hài lòng ủng hộ cho em nha. Đây, cảm ơn anh Đỗ Quốc Quay đã gửi hàng cho em nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai thì cái mảng phục hồi các chi tiết máy.